đầu tư bất động sản cần bao nhiêu tiền? Đầu tư bất động sản theo kiểu truyền thống thường cần một số tiền lớn, từ vài trăm triệu đến vài tỷ hoặc vài chục tỷ, mà những người như nhân viên văn phòng, những người kinh doanh nhỏ hoặc các bà nội trợ thì khó có thời gian cũng như là số tiền lớn như vậy để đầu tư. Tuy nhiên, quan điểm này có vẻ đã khá lỗi thời so với thời đại 4.0 hiện nay. Nếu bạn biết đến hình thức đầu tư bất động sản hiện đại đang được nhiều người quan tâm, bạn sẽ nhận ra rằng bất cứ ai cũng có thể tham gia đầu tư bất động sản. Với hình thức đầu tư bất động sản hiện đại, chỉ cần có một ít tiền nhàn rỗi hoặc có sẵn ít vốn trong quỹ đầu tư cá nhân là có thể đầu tư được. Đến với Gen One, kênh đầu tư bất động sản được kiểm chứng, vốn đầu tư linh hoạt. Chỉ từ 1 triệu Việt Nam đồng là bạn đã có thể tham gia đầu tư vào các bất động sản của Gen One, được đảm bảo và ủy quyền bởi tập đoàn Gen Group. Kỳ hạn đầu tư từ 3 tháng trở lên. Gen One cam kết lợi nhuận cố định và mức lợi nhuận tối thiểu vẫn tương đối cao so với thị trường khi bạn tham gia đầu tư. Bên cạnh đó, bạn còn nhận được mức lợi nhuận có được từ bất động sản tăng giá. Đầu tư với số vốn khiêm tốn, an toàn tuyệt đối và lợi nhuận là hấp dẫn lên đến 24% một năm. Chỉ với 1 triệu cho một gói đầu tư, quyền tài sản được chứng nhận. Lợi ích chỉ có khi bạn đầu tư tại Gen One. Đầu tư cùng Gen One ngay hôm nay.